Lịch sử hình thành và phát triển của nghề tẩm quất. Biên soạn Trần Trung Hiếu. Một, nguồn gốc. Như nhiều dân tộc khác trên thế giới, nước ta cũng sớm có môn tẩm quất cổ truyền. Đó là kết tinh những kinh nghiệm của dân tộc ta và dân tộc hóa những kinh nghiệm giao lưu với nước ngoài đã được dân tộc ta vận dụng có kết quả. Theo các cuốn cổ thư để lại, Thiền sư Tuệ Tĩnh đã tổng kết những kinh nghiệm tẩm quất chữa một số chứng bệnh, nam dược thần hiệu với các phương pháp xoa với bột gạo tẻ, chữa chứng có nhiều mồ hôi, xoa với bột hoàn thạch và bột đậu xanh chữa rôm, xoa với bột cải ngâm rượu chữa đau lưng, xoa với rượu ngâm quế chữa bại liệt, đánh gió chữa cảm sốt, vân vân. Nguyễn Trực, thế kỷ 15, đã ghi nhiều kinh nghiệm tẩm quất để chữa bệnh cho trẻ em trong cuốn Bảo Anh Lương Phương. Với các thủ thuật tẩm quất: bấm, miết, vuốt, vặn, kéo tác động lên kinh lạc, huyệt và các bộ phận nhất định khác để chữa các chứng hôn mê, sốt cao, kinh phong, tích trệ, đau bụng, ỉa lòng, lòi rom, ho hen, vân vân. Đào Công Chính, thế kỷ 17, đã viết Bảo Sinh Diện Thọ Toàn Yến, tổng kết các phương pháp tự lập, trong đó có tự tẩm quất để phòng bệnh và chữa bệnh. Hải Thượng Lãn Ông, thế kỷ 18, trong cuốn Vệ Sinh Yếu Huyết đã nhắc lại những phương pháp của Đào Công Chính, đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa tác dụng hữu ích của xoa bóp và áp dụng để truyền bá trong nhân dân. 2. Tiến trình. Sau khi nước ta bị thực dân Pháp đô hộ, nền y học dân tộc bị kìm hãm, tẩm quất cũng bị coi rẻ. Cách mạng tháng 8 thành công, nhất là sau giải phóng miền Bắc 1954, Đảng và chính phủ ta đã chú trọng trên cơ sở khoa học thừa kế, phát huy những kinh nghiệm quý của y học dân tộc cổ truyền, kết hợp y học dân tộc cổ truyền với y học hiện đại nhằm tăng cường khả năng phòng bệnh và chữa bệnh cho nhân dân và xây dựng nền y học Việt Nam cũng như y học dân tộc nói chung, tẩm quất nói riêng được coi trọng và có những bước phát triển mới. Kinh nghiệm của nhân dân về tẩm quất được thừa kế và áp dụng nâng cao. Hội nghị tẩm quất được ngành y triệu tập, nhiều bệnh viện đã có phòng trị liệu, trong đó áp dụng cả kinh nghiệm dân tộc và hiện đại. Nhờ đó mà một giai đoạn nhất định, phương pháp tẩm quất cổ truyền đã phát huy tác dụng trong việc phục vụ sức khỏe của nhân dân. Tuy nhiên, cho đến trước năm 2014, tẩm quất vẫn chưa được coi là một nghề chính thống thuộc danh mục các ngành nghề được nhà nước công nhận. Trong khi đó, các phương pháp vật lý trị liệu của y học phương Tây lại được quan tâm phát triển rộng rãi tại các bệnh viện, cơ sở y tế. Dần dần, người ta chỉ coi tẩm quất là một số thủ thuật dân gian được người trước dạy cho người sau theo kiểu truyền tay trong xã hội, không cần đào tạo bài bản. Những năm 1970-1990, người làm nghề tẩm quất chỉ thấy mang kèm chiếc chiếu nằm và hoạt động phổ biến vào buổi tối, đêm tại các nhà ga, bến xe, bến tàu. Ở Hà Nội còn làm trên vỉa hè vài phố lớn, nhưng không bền vững. Có thời kỳ vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà chính quyền thành phố cấm các hoạt động kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè, khiến những người mù làm nghề tẩm quất bị mất địa bàn hoạt động và trở nên thất nghiệp. Có lúc nghề tẩm quất tưởng như đã bị rơi vào quên lãng. 3. Kế thừa phát triển. Đầu những năm 2000, Hội Người Mù Việt Nam và nhiều tỉnh thành hội trong cả nước
đã tích cực tổ chức nhiều khóa đào tạo nghề cho hội viên, trong đó có khóa dạy các thủ thuật của tẩm quất và gọi dưới nhiều tên khác nhau như xoa bóp tẩm quất cổ truyền, xoa bóp bấm huyệt, xoa bóp thư giãn, và mạnh dạn đưa hoạt động dịch vụ tẩm quất vào làm trong các phòng riêng có giường ga gối, phục vụ khách hàng chu đáo, đáp ứng đúng và trúng nhu cầu của khách. Hội còn đưa ra chủ trương phát triển dịch vụ xoa bóp tẩm quất là nghề mũi nhọn của người mù. Một trào lưu làm dịch vụ tẩm quất, xoa bóp bấm huyệt đã được người mù hưởng ứng trên nhiều tỉnh thành, nhờ đó giải quyết được vấn đề việc làm cho nhiều hội viên. Tuy nhiên, công tác đào tạo chưa chính quy theo tiêu chuẩn nghề nghiệp của nhà nước. Năm 2014, dưới sự hướng dẫn, động viên của các cấp hội và với những nỗ lực không mệt mỏi của Trung tâm Dạy nghề Hội Người mù thành phố Hà Nội, cùng với sự giúp đỡ của các bác sĩ, thầy thuốc đến từ Hội Đông y Hà Nội, Học viện Y học Dân tộc đã tổng kết kinh nghiệm dân gian kết hợp y học hiện đại và lý luận khoa học, biên soạn thành chương trình giáo trình dạy nghề tẩm quất có bài bản, có mục tiêu, mục đích rõ ràng, đảm bảo các tiêu chuẩn của nhà nước về đào tạo dạy nghề. Ngày 3 tháng 9 năm 2014, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã ban hành giấy phép dạy nghề tẩm quất cho người khiếm thị, công nhận tẩm quất là một nghề được đào tạo. Đó là một sự kiện lớn đánh dấu một bước phát triển quan trọng, chính thức khôi phục và trả lại vị trí xứng đáng của nghề tẩm quất, góp phần gìn giữ, tôn vinh một nét đẹp văn hóa, y học cổ truyền của dân tộc. Từ đó, Trung tâm Dạy nghề thuộc Hội Người mù thành phố Hà Nội trở thành đơn vị đầu tiên trong cả nước được nhà nước chính thức cấp phép đào tạo nghề tẩm quất.